các dấu hiệu lâm sàng, dấu hiệu lâm sàng, cái dấu hiệu của tăng đường huyết đó là bệnh nhân rất mệt, đái nhiều, khát nước, dấu hiệu mất nước đó, khô da và niêm mạc, da khô, dấu hiệu cà phê dương tính, bệnh nhân chán ăn, chuột rút, mạch nhanh, tụt huyết áp, rối loạn ý thức, bệnh nhân lơ mơ, ngủ gà, là hôn mê. Bệnh thì tiến triển chậm, nó từ từ, từ vài ngày cho đến hàng tuần mới xuất hiện các triệu chứng lâm sàng rầm rộ của tăng áp lực tụt máu. Xét nghiệm máu, thì gồm có máu thường trên 33 millimol trên lít, áp lực tổng thấu nó đo là trên 320 milliosmol kg. Thì cái này chúng ta tự có thể tính nhanh trước khi đo áp lực tổng máu huyết tương để chúng ta có những cái hướng xử lý sớm. Đó là gì? Đó là tính milliosmol bằng natri huyết nhân với 2 cộng với gluco tính bằng millimol. Thì chúng ta sẽ ra ngay được cái tính sơ bộ áp lực tổng máu, để trên cơ sở đó chúng ta sẽ có cái hướng và điều trị kịp thời. Đó là natri nhân với 2 cộng với gluco milimol. Các xét nghiệm nữa là cetoniệm thì thường là âm tính hoặc là chỉ có vết thôi. Natri huyết thì bình thường hoặc là tăng, nếu tăng đó là tình trạng mất nước khá nặng gây cô đặc máu. Để chẩn đoán phân biệt thì chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với nhiễm toan ceton, với hạ đường huyết, hạ natri, tăng ure, ngộ độc thuốc, và một cái phân biệt nữa đó là tăng áp lực tổng thấu do rượu, rồi là tăng áp lực tổng thấu do lọc màng bụng bằng gluco ưu trương ở những bệnh nhân suy thận. Trước kia chúng ta hay lọc màng bụng, chưa có chạy thận nhân tạo phổ biến, thì chúng ta thường lọc màng bụng để chúng ta điều trị những bệnh nhân suy thận mạn. Và nếu lọc màng bụng bằng gluco ưu trương thì nguy cơ tăng áp lực tổng thấu cũng tăng cao. Rồi những bệnh nhân đái tháo nhạt, rồi cái hội chứng tăng natri huyết, đấy là những cái chẩn đoán phân biệt. Chúng ta phân biệt với cái tình trạng là tăng áp lực tổng thấu máu do đái tháo đường. Đối với cái tiêu chuẩn chẩn đoán, đây là cái tiêu chuẩn chẩn đoán tăng áp lực tổng thấu, đó là đường huyết tăng rất cao trên 33 mmol, PS động mạch trên 7,3, tức là không có tình trạng nhiễm toan. Bicarbonat máu tính bằng milit equivalent là trên 18. Ceton thì âm tính và áp lực tổng thấu máu, đặc biệt áp lực máu phải trên 320 milliosmol kg. Và khoảng trống anion thì thay đổi. Bệnh nhân vào với tình trạng lơ mơ, ngủ gà, và nếu nặng thì có thể hôn mê. Đấy, tiêu chuẩn chẩn đoán. Cái xử lý ban đầu, chúng ta xác định bệnh nhân này có tăng áp tổng thấu máu do đái tháo đường, không phải do rượu, không phải do lọc màng bụng. Cái đầu tiên chúng ta xử lý đó phải đảm bảo được cái đường thở cho người bệnh. Chúng ta đặt một cái đường truyền tĩnh mạch ngoại vi hoặc là đặt ngay cateter tĩnh mạch trung tâm nếu có điều kiện. Đặc biệt là ở những bệnh nhân tuổi cao, có suy thận, có suy tim thì chúng ta nên cái đài tĩnh mạch trung tâm để chúng ta theo dõi cái áp lực tĩnh mạch trung tâm, chúng ta bù dịch. Những bệnh nhân mà hôn mê hoặc nôn nhiều thì nên đặt sông dạ dày. Những bệnh nhân đã bị hôn mê thì chúng ta có phải đặt sông tiểu để theo dõi sát số lượng nước tiểu, chúng ta bù dịch cho nó phù hợp. Cái tăng lượng thiếu máu là do cô đặc máu, cho nên đường máu tăng rất cao thì cái bù dịch là cái đóng vai trò then chốt trong điều trị cái tăng áp lực tổng thấu. Đó là chúng ta phải truyền tĩnh mạch natri pro 9/1000 tốc độ 1 lít một giờ. Ở trường hợp mà không có suy tim, chúng ta xác định trường hợp không suy tim chúng ta chuyển với tốc độ rất nhanh 1 lít một giờ. Chúng ta đặt cateter tĩnh mạch trung tâm để theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm để chúng ta bù dịch. Nếu natri huyết bình thường hoặc tăng thì chúng ta truyền cái dung dịch natri nhược trương 0,45%, truyền tĩnh mạch 250 đến 500 ml trên một giờ.
ta theo dõi cái điện giải để trở nó natri trở về bình thường. Nếu natri huyết giảm thì chúng ta truyền cái dung dịch natri clo 9 phần nghìn 250 đến 500 ml trên giờ. Khi đường máu xuống dưới 16,7 mmol thì chúng ta bổ sung thêm gluco 5% cho đến khi áp lực tổng dòng máu trở về bình thường, tránh cái tình trạng hạn huyết. Chúng ta chỉ truyền dịch như thế này nó đã pha loãng, nó làm cho nồng độ của máu giảm rồi. Cho nên là khi sử dụng insulin là chúng ta cũng phải thận trọng. Với xét nghiệm máu ở bệnh nhân tăng áp lực tổng dòng máu mà thấy kali dưới 3,3 thì chúng ta không truyền insulin. Chúng ta vì sao? Vì cái kali máu nó đã giảm, chúng ta truyền insulin vào thì kali máu nó sẽ giảm hơn nữa, vì kali nó sẽ chạy vào trong tế bào. Chúng ta tiêm tĩnh mạch insulin nhanh extrapid 0,1 đơn vị trên kg trên giờ. Đó, tức là tương đương với 4 đơn vị trên giờ. Chúng ta thường tiêm 4 đến 5 đơn vị trên 1 giờ. Đấy, và cứ 1 giờ chúng ta tiêm một lần. Hoặc là truyền insulin nhanh. Đấy. Truyền insulin nhanh qua bơm tiêm điện. Thì chúng ta pha 50 đơn vị insulin nhanh với 50 ml natri clo 9 phần nghìn. Đó. Thì nó cũng tương đương chúng ta truyền là 4 đơn vị trên 1 giờ. Và đo đường huyết mao mạch 1 giờ một lần. Khi đường huyết dưới 16,7 mmol thì giảm liều truyền insulin tĩnh mạch còn 0,05 và kg trên 1 giờ đơn vị. Và theo đó chúng ta thay natri clo 9 phần nghìn bằng gluco 5% để duy trì cái đường máu từ 13,8 đến 16,7 mmol cho tới khi áp lực tổng dòng máu trở về bình thường và bệnh nhân tỉnh táo. Khi bệnh nhân tỉnh táo, bệnh nhân ăn được, áp lực máu trở về bình thường thì chúng ta sẽ chuyển cái phác đồ tiêm dưới da. Đó. Phác đồ tiêm dưới da. Đối với bù kali, khi kali máu nhỏ hơn 3,3 mmol thì chúng ta không truyền insulin và chúng ta bù kali từ 2 đến 30 mEq/L cho đến khi kali máu trên 3,3, lúc đó chúng ta sẽ đặt vấn đề sử dụng insulin. Nếu không thì kali máu sẽ hạ thì bệnh nhân sẽ rất là nguy hiểm. Đối với kali máu từ 3,3 đến 5,3 mmol thì chúng ta bù kali từ 20 đến 30 mEq/L trên lít và duy trì cái nồng độ kali trong máu từ 4 đến 5 mmol. Nếu kali trên 5,3 mmol trên lít thì ngưng bù kali và kiểm tra điện giải 2 giờ một lần. Đấy là tình trạng tăng áp lực tổng cầu. Tiếp sang biến chứng cấp tính nữa đó là nhiễm toan ceton. Khái niệm biến chứng cấp tính nhiễm toan ceton, đây là một cấp cứu khá thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường và tỷ lệ ngày càng gia tăng. Nó chiếm 4-9% bệnh nhân đái đường nhập viện hàng năm và tỷ lệ tử vong là 5-10% mà tăng dần theo tuổi, thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1. Về lâm sàng, các triệu chứng tăng đường huyết như khát, mệt, đái nhiều nó chiếm 98%, mất nước chiếm 81%, nó là yếu, mệt, da khô, da mệt nhanh, hạ huyết áp và có rượu khát. Rượu nhiễm toan nó chiếm 57%, như là nôn, buồn nôn, thở nhanh nông, cút smile, hơi thở có mùi táo thối. Các biểu hiện khác như đau bụng chiếm 32%, buồn nôn 46%, rối loạn ý thức, lơ mơ và tụt huyết áp. Một cái điều đặc biệt đối với các đồng nghiệp đó là phải hết sức lưu ý, đó là những bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1 hoặc đái tháo đường tuyếp 2, đại thể LADA, hoặc bệnh nhân đái tháo đường mà có các yếu tố thuận lợi như nhiễm trùng, như đau bụng, phẫu thuật, thì có khá nhiều trường hợp
biểu hiện ban đầu của họ là đau bụng, buồn nôn, có khi là vào các khoa cấp cứu mà không phát hiện được cái nguyên nhân đau bụng là cái gì. Và đấy là cái tình trạng của nhiễm toan trên tôm. Hoặc có bệnh nhân đi vào cấp cứu có ngoại vì cái đau bụng đó, thì lúc đó mới phát hiện ra là nhiễm toan trên tôm thì nó đã muộn rồi. Cho nên cái điều này các nghiệm phải hết sức là lưu ý là các triệu chứng lâm sàng nó rất là đa dạng. Tuy nhiên đường huyết là luôn luôn phải kiểm tra, là 98% chiếm trường tăng đường huyết và mất nước chiếm 51%, nhưng nhiễm toan trên tôm chỉ có 57%, trong khi đó đau bụng buồn nôn chiếm được 30-40%. Cái điều này là điều các triệu chứng lâm sàng nó xuất hiện hết sức là đa dạng và nó khá khó nhận biết trong cái thực hành lâm sàng. Các yếu tố thuận lợi đó, bệnh nhân đái tháo đường có thể có tiền sử đái đường, có nhiều trường hợp nhiễm toan trên tôm đến là chưa được phát hiện đái tháo đường đã vào viện vì nhiễm toan trên tôm. Thế thì bệnh nhân chưa điều trị phát hiện muộn, bệnh nhân đái tháo đường đã được điều trị nhưng bệnh nhân lại bỏ điều trị. Rồi bệnh nhân là có cái yếu tố thuận lợi đó là bị nhiễm trùng như viêm phổi, viêm mô tế bào, nhiễm khuẩn huyết, chấn thương phẫu thuật, sét, rồi bệnh nhân bỏ thuốc, rồi không dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Các bệnh lý cấp tính như là tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim, rồi là viêm tụy cấp. Yếu tố này cũng có thể xảy ra bệnh nhân đái đường và tăng áp lực máu cũng có thể gây ra nhiễm toan trên tôm. Về mặt chẩn đoán lâm sàng thì chẩn đoán chúng ta chỉ cần có các tiêu chuẩn chẩn đoán như tiêu chí chính và tiêu chí phụ, thì chỉ cần một có một cái tiêu chuẩn chẩn đoán hoặc là hai cái tiêu chí chính, hoặc có một tiêu chí chính và hai tiêu chuẩn phụ là có thể chẩn đoán. Đó, tiêu chuẩn chẩn đoán đó là rối loạn đáp ứng vận động, tiêu chí chính đó là ý thức giảm hoặc là dao động, tiêu chí phụ đó là nôn không ngừng. Tiêu chuẩn chẩn đoán là tư thế mất mỏ các não, thì thấy là nhịp tim chậm dần dù đã bù dịch, thì bệnh nhân đau đầu tái phát ở tiêu chí phụ. Có dấu hiệu của liệt dần kinh sọ, hoặc là tiêu chí chính là đại tiện không tự chủ, bệnh nhân thờ ơ ngủ gà, rồi là rối loạn nhịp thở kiểu sinus stop ngáp. Thì đấy là cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Một cái tiêu chuẩn chẩn đoán về xét nghiệm, đó thế giờ là đối với những cái trường hợp nhiễm toan xê tôn thì cái điều đặc biệt của nó là áp lực tổng thầu máu có thể thay đổi nhưng không đạt trên 320 mmHg/1. Đó là cái tiêu chuẩn chẩn đoán, tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán tăng áp tổng thầu là trên 30 mmHg/1 thì nhiễm toan xê tôn nó không bao giờ đạt được tới cái 320 mmHg/1 được cả. Tuy nhiên nó sẽ chia ra làm mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Đó là đường huyết ở trên 14,6 mmol, pH máu ở dưới 7,3, trung bình là từ 7 đến 7,24 nếu nhiễm toan trên tôn trung bình, và nặng là pH nó rất toan, nó dưới 7. Dự trữ kiềm bicarbonate là từ 15 đến 18, nhiễm toan trên tôn mà trung bình thì từ 10 đến 15. Và nếu ceton nặng là dưới 10 và có ceton niệu, khoảng trống anion khá là rõ. Và ý thức nhẹ thì bệnh nhân, nếu xoan toan ceton nhẹ thì bệnh nhân còn tỉnh. Trung bình thì bệnh nhân tỉnh hoặc là lơ mơ. Ceton nặng thì bệnh nhân có ngủ gà và hôn mê. Các biến chứng có xuất hiện rất nhiều các biến chứng. Cái biến chứng nó là biến chứng hạ đường huyết khi chúng ta sử dụng insulin, chúng ta điều trị quá tích cực. Hạ gluco, hạ kali, quá tải dịch, nhiễm toan tái phát, có thể phù não, phù phổi, tiêu cơ vân và suy thận cấp. Cái xử lý ban đầu thì cũng giống như là tăng áp đường thấu, đó là đảm bảo đường thở, đặt ngay một đường truyền tĩnh mạch ngoại vi hoặc là đặt cai tê tĩnh mạch trung tâm. Ở những bệnh nhân mà có tăng áp đường thấu hoặc là suy tim, suy thận hoặc cao tuổi, đặt sông dạ dày nếu bệnh nhân hôn mê hoặc nôn nhiều,
đặt sông tiểu của bệnh nhân để chúng ta theo dõi sát số lượng nước tiểu nếu bệnh nhân hôn mê. Truyền insulin tĩnh mạch thì đối với nhiễm toan-xeton thì vấn đề bôi phụ insulin nó đóng một vai trò hết sức quan trọng, vì nó là thiếu hụt insulin thì chúng ta có thể tiêm bolus insulin nhanh, insulin extrapid. Đó. 1 giờ một lần tiêm tĩnh mạch là 0,1 đơn vị trên kg, tức là 4 đơn vị trên 1 giờ, hoặc có thể tiêm bắp 0,15 đơn vị, tức là 6 đơn vị trên 1 giờ. Nhưng mà tiêm tĩnh mạch sẽ tác dụng sẽ nhanh hơn, hoặc là bơm tiêm điện 50 đơn vị insulin cộng với 50 ml natri của 9 phần nghìn truyền tĩnh mạch 0,1 đơn vị trên kg trên giờ, tức là tương đương với 4 đơn vị trên 1 giờ. Theo dõi vùng cổ mao mạch 1 giờ một lần. Khi đường huyết xuống dưới 13,8 thì chúng ta nguyên môn thì phải giảm liều từ 0,2 đến 0,5 đơn vị trên kg trên giờ, và kết hợp với truyền gluco 5% để tránh tình trạng hạ đường huyết. Và chúng ta duy trì đường là từ 8,3 đến 14 mmol. Phần thứ hai là bù dịch. Thì chúng ta truyền natri của clo 9 phần nghìn với tốc độ 15 đến 20 ml trên kg trên 1 giờ. Tùy tình trạng mất nước và điện giải, nếu natri máu bình thường hoặc tăng thì chúng ta truyền natri của clo nhược trương 0,45%, tốc độ 4 đến 14 ml trên kg, hoặc là tương đương 250 hoặc 500 ml trên 1 giờ. Nếu natri huyết giảm, chúng ta truyền natri clo 9 phần nghìn tốc độ 4 đến 14 ml trên kg, hoặc là 250 đến 500 ml trên 1 giờ. Khi mà gluco máu xuống dưới 11,1 thì ta bổ sung truyền thêm gluco 5% cho tới khi hết tình trạng nhiễm toan và duy trì đường huyết. Về vấn đề bù kali, khi kali nhỏ 3,3 thì chúng ta không truyền insulin như tôi đã giải thích. Khi kali nhỏ hơn 3,5 mmol thì bù 40 đến 80 mmol trên 1 lít dịch bù kali. Nếu kali trên 5,5 thì không bù kali. Nếu kali trên 3,5 nhỏ hơn 5,5 mà bệnh nhân đái được thì chúng ta bổ sung từ 20 đến 30 ml. Millimol kali lít dịch, tức là tương đương với cái là 4 ống kali chlorid 0,5 gram cho mỗi 1.000 ml dịch truyền vào, kể cả natri 9 phần nghìn và gluco 5%. Xét nghiệm điện giải 4 đến 8 giờ một lần để điều chỉnh kali, tức là 1.000 ml dịch thì chúng ta bù 4 ống kali 0,5. Đấy, nhưng nói như vậy thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Và cái điều kiện để chuyển sang tiêm insulin dưới da đối với cả tăng áp trùng xấu và nhiễm toan-xeton, đó là khi hết tình trạng tăng áp xấu hoặc nhiễm toan-xeton, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống bằng đường miệng được, bệnh nhân tự chủ được, hết nhiễm toan pH trên 7,3 hoặc là dự trữ kiềm trên 18 mmol, gluco nó duy trì từ 7,7 đến 11,1 mmol với liều insulin truyền tĩnh mạch chúng ta đã giảm xuống còn 0,25 đến 0,5 đơn vị trên 1 giờ. Thì trước khi ngừng truyền tĩnh mạch thì chúng ta tiêm insulin dưới da 30 đến 60 phút insulin bán chậm trước khi truyền. Cái liều tiêm dưới da bằng 80% cái tổng liều tĩnh mạch. Hoặc là chúng ta sử dụng insulin nhanh. Xịt cái bồi phụ bicarbonate. Thì trong cái nhiễm toan-xeton cũng đã có rất nhiều những cái tranh luận là chúng ta có nên bồi phụ bicarbonate hay không. Thì theo hướng dẫn của Hiệp hội Đái đường Mỹ thì cái bồi phụ bicarbonate chúng ta phải hết sức thận trọng và chỉ tiến hành
ở những bệnh nhân nặng, các bệnh nhiễm toan rất là nặng, dự trữ kiềm rất giảm, và ở tuyến có điều kiện cấp cứu tốt. Đấy là cái hết sức là lưu ý. Đó là gì? Khi bù phụ bicarbonate thì phải thực hiện ở các tuyến có điều trị cấp cứu tốt và chỉ ở bệnh nhân nặng có dự trữ kiềm rất giảm. Và bù phụ hết sức thận trọng. Điều thứ hai là phải điều trị các yếu tố nguy cơ và các yếu tố thuận lợi, nếu không cái tình trạng nhiễm toan hoặc tăng áp lực tấu sẽ tái phát. Bù phốt phát, khi phốt phát giảm dưới 0,32 mmol/L ở bệnh nhân có tình trạng thiếu máu, có suy hấp hoặc suy tim. Bù magie, khi magie nhỏ hơn 1,2 mmol/L. Đấy là cái bài hôm nay tôi trình bày với các đồng nghiệp về cái biến chứng cấp tính ở bệnh nhân đái tháo đường. Chúng ta dành ra mấy phút để các đồng nghiệp có hỏi gì, các đồng nghiệp cứ hỏi, tôi sẽ xin phép trả lời. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy, thầy cho em hỏi là trong cái phần bài giảng thì cái cách mà điều chỉnh bơm insulin đường tĩnh mạch thì cái liều khởi đầu là 0,1 đơn vị trên kg trên 1 giờ. Vậy thì có những giờ sau cái đường huyết nó tăng hoặc giảm thì thầy em xin hỏi cái kinh nghiệm của thầy trong cái việc điều chỉnh đường huyết trong những giờ tiếp theo, mình có dựa vào đâu hay là điều trị thế nào cho nó hợp lý không ạ? Vâng. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, nhiễm toan cetone và tăng áp lực thẩm thấu thì chúng ta thường là khoảng, nếu mà chúng ta có bơm châm điện đấy, thì chúng ta pha, vì với cái hướng dẫn của nó là khoảng 4 đơn vị trên 1 giờ chúng ta tiêm. Nếu tiêm bolus, tiêm tĩnh mạch như vậy nó sẽ rất phiền phức, và bây giờ cái trang bị bơm châm điện nó khá là sẵn, thì chúng ta cứ pha 50 đơn vị trong 50 ml natri clo 9/1000, chúng ta truyền 4 đơn vị 1 giờ. Thế thì cái này thì nó cũng rất là đơn giản, nó theo dõi cho chúng ta. Thế thì nếu mà chúng ta sử dụng đường huyết nó vẫn cao, chưa đạt yêu cầu, đúng không? Thì nó có hai vấn đề xảy ra. Một là chúng ta bù insulin chưa đủ, nhưng mà cái điều đặc biệt đó là chúng ta bù dịch chưa đạt yêu cầu, đúng không? Vì với cái liều nó tính ra như thế này rồi thì lượng insulin đã đủ để chúng ta chống được cái tình trạng nhiễm toan, chống được cái tăng đường máu. Nhưng cái đường máu tăng ở bệnh nhân này nó có rất nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng. Một trong yếu tố đó đó là cái tình trạng mất nước, chúng ta bù dịch chưa đủ, đúng không? Và chúng ta bù dịch chưa đủ thì cái đường máu vẫn tăng cao, mà chúng ta tăng liều insulin lên thì cái nguy cơ bệnh nhân bị hạ đường huyết vào những cái giờ sau nó sẽ rất lớn. Thì chúng ta nếu bù dịch đủ thì nó sẽ pha loãng cái nồng độ glucose trong máu ra và đường máu nó sẽ giảm xuống, và nó tạo điều kiện cho chúng ta đưa insulin vào, nó hoạt động hiệu quả tốt hơn. Nếu đường máu giảm mà đã đạt yêu cầu đấy, dưới 13 mmol/L thì chúng ta giảm liều insulin, thì trước khi chúng ta 0,1 đơn vị thì bây giờ chúng ta giảm xuống là với cái liều chỉ còn 0,025 và 0,05 đơn vị thôi, tức là chúng ta giảm xuống 50-60% những cái liều ban đầu, và chúng ta chuyển sang chúng ta tiêm insulin ở dưới da. Nếu khi chúng ta đạt bệnh nhân đã trở lại bình thường, không còn nhiễm toan nữa, tình trạng mất nước không còn, mức lọc cầu thận bình thường, số lượng tiểu trở về bình thường, điện giải trở về bình thường, lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang tiêm với cái liều insulin dưới da. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi là cái việc mà dùng thuốc heparin ấy trong những bệnh nhân mà tăng áp thẩm thấu thì có phải nên dùng hay không? Bởi vì em thấy thực tế thì là cũng rất là ít khi chúng em dùng ấy. Sử dụng heparin trong tăng áp thẩm thấu thì phải khẳng định chắc chắn bệnh nhân có tình trạng rối loạn đông đông máu, đúng không? Và bệnh nhân có hiện tượng tăng đông thì lúc đó mới được phép sử dụng heparin. Còn không, đa phần những trường hợp tăng áp thẩm thấu nó người ta không sử dụng heparin. Mình phải xét nghiệm chắc chắn bệnh nhân có cái rối loạn tăng đông, lúc đó mới được phép dùng và có dấu hiệu của tắc mạch. Vâng ạ. Vâng ạ.
Em cảm ơn thầy. Anh đang giảng bài, tí nữa anh gọi lại, tí nữa anh gọi lại. Vì theo cái hiệp hội đái đường Mỹ thì cái sử dụng cái heparin trong cái phòng chống tắc mạch ở bệnh nhân tăng áp lực tẩm tấu là cái điều hết sức là thận trọng và phải lưu ý khi ta chắc chắn bệnh nhân có dấu hiệu của tăng đông, bệnh nhân có dấu hiệu của tắc mạch, rối loạn đông máu, lúc đó ta mới xem xét và dùng hết sức thận trọng và phải theo dõi cái thời gian máu chảy máu đông. Nhưng nếu không thì nó sẽ lại có tác dụng ngược lại. Các bạn nào hỏi gì nữa không ạ? Em thưa thầy, em hỏi rồi đúng không? Em thưa thầy ạ, là xin mình mời. Để kiểm soát đường máu trong đường máu cao thì mình có phải là kiểm soát, tức là mình theo dõi hàng giờ ấy ạ? Thì cái mục tiêu mà sau mỗi giờ test lại thì cái đường máu hạ bao nhiêu là đạt mục tiêu thầy ạ? Khi mà tôi đã nói rồi, khi đối là... với nhiễm toàn cetone là đường máu dưới 13,8, đối với tăng áp lực tẩm thấu thì đường máu dưới 16,7. Thế chúng ta cứ theo dõi mà đường máu bắt đầu nó đạt được cái đó thì bắt đầu là chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái liều insulin. Tức là ý em là sau mỗi giờ mình test nó giảm không quá nhanh để tránh những cái biến chứng mà do giảm nhanh quá ấy, nó có thể gây. Nó giảm nhanh quá không thể giảm nhanh quá được thì các anh các chị nên nhớ là chuyển cô ấy, nó nồng độ của cô nó phụ thuộc vào là chúng ta bù dịch có đủ hay chưa. Với tốc độ bù dịch như vậy thì đường glucose máu nó phải giảm một cách từ từ chúng, và cái lượng insulin người ta đã tính toán đưa vào như thế là đường huyết nó sẽ giảm dần dần, chứ không thể nào bây giờ đường huyết đang 33 mmol sau một giờ các anh chị đưa đường huyết trở về đến 16,7 mmol là không bao giờ có. Vì cái nồng độ đường huyết ấy, nó phụ thuộc vào cái chúng ta bù dịch và lượng insulin đưa vào nó còn có tác dụng, nó phải có thời gian có tác dụng chứ, đúng không? Chứ làm sao mà chúng ta lo mà đưa đường huyết vào cái đường huyết nó xuống ngay, nó ngay xuống được, và nó phải có vài giờ sau và viện chính người ta mới khuyến cáo là hàng giờ chúng ta phải kiểm tra đường huyết để chúng ta điều chỉnh liều insulin và bù dịch cho nó phù hợp. Và bù dịch thì không phải dựa vào glucose mà phải dựa vào tình trạng mất nước, dựa vào số lượng nước tiểu, số lượng bệnh nhân đã đái được chưa, mức lọc cầu thận bệnh nhân như thế nào, áp lực tĩnh mạch trung tâm ra làm sao, áp lực tĩnh mạch trung tâm đã trở về bình thường chưa, đúng không? Để lúc đó chúng ta mới có thể đánh giá được tình trạng đã bù dịch đã đủ chưa, rồi dựa vào điện giải nữa xem natri kali máu đã trở về bình thường chưa, bệnh nhân đái được chưa, số lượng nước tiểu thế nào, lượng nước ra và lượng nước vào đã cân bằng chưa, và áp lực tổng thống máu đã trở về bình thường chưa, hoặc là cái pH máu đã trở về bình thường chưa, cái bệnh nhân đã hết nhiễm toan chưa, thì lúc đó chúng ta mới có thể đánh giá được. Vâng, em cảm ơn thầy. Thưa thầy, thầy cho em hỏi là trong cái hôn mê tăng thẩm thấu hay là tacetone thì cái natri máu của bệnh nhân thì em thấy có trong trường hợp thì natri lại tăng, có trường hợp natri lại giảm, mà cũng không giải thích, em không rõ là cái cơ chế hay là cái nguyên nhân nào có thể gây natri có thể tăng hoặc giảm như vậy ở đây. Đối với trường hợp mà bệnh nhân natri máu tăng ấy là tình trạng cô đặc máu rất là nặng, thì xét nghiệm thấy rằng là cô đặc máu nặng thì đường máu nó tăng và natri máu tăng theo. Tuy nhiên khi những trường hợp mà hôn mê tăng áp lực xấu hoặc là nhiễm toan cetone mà ở tình trạng rất nặng, bệnh nhân đến muộn rồi thì nó có hiện tượng đảo ngược lại, natri máu có thể đã lại hạ thấp, thì natri máu lúc ấy nó chạy vào trong tế bào, cái kali máu nó cũng chạy vào trong tế bào, và vì vậy là natri và kali máu giảm, đến trường hợp đó là đã có rối loạn vận mạch và rối loạn điện giải khá nặng. Đấy, trường hợp đấy là bệnh nhân đã rất là nặng rồi, nguy cơ tử vong rất cao. Cái thứ hai, natri máu giảm và kali máu giảm đó là chúng ta bù dịch quá nhiều, và chúng đặc biệt chúng ta bù dịch nhược trương quá nhanh và quá nhiều thì nó mà không đúng theo cái hướng dẫn cái công thức hướng dẫn thì bệnh nhân sẽ bị natri máu giảm và kali máu giảm. Tôi lấy ví dụ như người ta hướng dẫn là đối với trường hợp natri máu đang tăng cao, chúng ta bù dung dịch nhược trương đúng không, là 45/1000, 0,45/1000 thì chúng ta bù từ 250 đến 500 ml trên một giờ. Như chúng ta cứ
chỉ định như vậy mà chúng ta không kiểm tra cái điện giải để nó bù quá cái dịch điều trương đó thì natri máu giảm, kali máu sẽ giảm và bệnh nhân có thể phù não. Đấy, và có thể dẫn đến bù quá dịch, bệnh nhân có thể phù phổi cấp. Cái natri máu nó sẽ giảm và kali máu nó sẽ giảm rất là nhanh. Đấy, cái nguy cơ cái biến chứng, mà cái biến chứng đây là biến chứng do điều trị của chúng ta không theo dõi chặt chẽ. Vì vậy, người ta mới đề nghị là đối với trường hợp người già, suy tim, suy thận hoặc bệnh nhân là bị nhiễm toxin nặng hoặc là tăng áp lực máu nặng thì chúng ta phải đặt cai tai tĩnh mạch trung tâm để theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm để chúng ta bù dịch nó phù hợp để tránh hiện tượng là chúng ta bù quá dịch thì nó sẽ gây ra tình trạng điện giải của chúng ta nó sẽ bị thì cái điện giải nó sẽ bị biến loạn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Anh chị có hỏi gì đâu. Xin cảm ơn thầy. Vâng. Ơi, chào các anh các chị nhá. Anh em cảm ơn. Thế đã rõ chưa? Thế đã rõ chưa? Đã nắm được cơ bản chưa? Thế thế này thì gặp một bệnh nhân nhiễm toxin hoặc tăng cường thiếu máu hoặc là hạ đường huyết thì đã xử lý được chưa? Có thể xử lý được thầy ạ. Nó nói chi tiết như thế rồi thì chắc là mình xử lý được thôi đúng không? Vâng ạ. Mà cái cách tính áp lực thông máu rất nhanh, nếu bệnh nhân có đường huyết cứ cao trên 20 mmol là chúng ta làm cái điện giải, cái chúng ta tính áp lực thông máu luôn. Tại vì cái áp tăng áp lực thông máu và cái nhiễm toxin nhiều khi ở bệnh nhân nó cứ đan xen nhau. Các anh chị hiểu chưa? Nhiều trường hợp nhiễm toxin thì có tăng áp lực thông máu phối hợp, nó gọi là cái thể hỗn hợp trong thực hành lâm sàng. Vì chúng ta không phát hiện được đái tháo đường tiếp 2 hay đái tháo đường tiếp 1 hay là cái thể LADA ở bệnh nhân mà đến với chúng ta xét nghiệm thấy đường máu tăng cao, xét nghiệm để giải có vấn đề cả chúng ta thì chúng ta tính ngay là lấy natri nhân với 2 cộng với gluco tính bằng mmol để xem áp lực tổng thấu máu như thế nào. Nếu áp lực thấu máu nó bình thường thì lúc đó chúng ta làm ngay cái pH máu được chưa, và chúng ta định lượng các thể ceton máu và ceton niệu. Đó, chúng ta sẽ vì đây là cấp cứu chúng ta sẽ xử lý rất là nhanh và trên cơ sở những công thức là chúng ta sẽ đưa vào áp dụng cho bệnh nhân thì tôi tin chắc là mọi việc nó rất là dễ dàng cho chúng ta trong cái quá trình xử lý cấp cứu bệnh nhân bị tăng áp lực và máu và nhiễm toan ceton nhá. Vâng. Vâng, xin chào các anh các chị. Vâng. Em chào thầy, em cảm ơn thầy.